Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa đưa ra một thông tin tích cực khi cho biết có hy vọng về việc thế giới sẽ có vaccine ngừa COVID-19 vào cuối năm nay. Theo người đứng đầu Tổ chức Y tế lớn nhất hành tinh, một điều quan trọng khác là sau khi đã có vaccine, các nước cần phải đảm bảo phân phối vaccine một cách công bằng. Phát biểu sau hội nghị ban lãnh đạo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO kéo dài 2 ngày, Tổng giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nói rõ, có hy vọng về khả năng sẽ có vaccine trong 2 tháng tới. Ông Tedros cũng kêu gọi sự chung tay của tất cả các nhà lãnh đạo trên thế giới trong việc phân phối công bằng vaccine khi đại dịch COVID-19 đang diễn biến khó lường. Châu Âu tiếp tục đối mặt với làn sóng lây nhiễm COVID-19 tăng mạnh khi ghi nhận tới hơn 82.000 ca mắc trong 24 giờ qua. Trong đó các nước như Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Nga, mỗi nước đều có thêm hơn 10.000 ca. Trước tình hình trên, chính phủ các quốc gia châu Âu đang đẩy mạnh các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt hơn. Tại Tây Ban Nha, nơi ghi nhận tới gần 13.000 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, chính phủ đã phong tỏa một phần các thành phố Lyon, Valencia, San Andres, Rabanido, Madrid và chính quận ngoại vi của thành phố này trong vòng 2 tuần kể từ ngày 2 tháng 10. Trong khi đó, kể từ đêm 6 tháng 10, người dân Ireland không được rời khỏi quận cư trú. Các hoạt động hội hè ở trong nhà cũng sẽ bị hoãn, trong khi các nghi lễ tôn giáo phải chuyển sang hình thức trực tuyến. Liên quan đến diễn biến dịch COVID-19 tại Mỹ, hiện nay lo ngại đang dấy lên trong chính giới Mỹ khi ngày càng có thêm nhiều quan chức có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Hôm qua đã có thêm một quan chức Nhà Trắng mắc bệnh, trong khi một quan chức Lầu Năm Góc được xác nhận phơi nhiễm với COVID-19 do tiếp xúc với người nhiễm virus SARS-CoV-2. Cố vấn cấp cao của Nhà Trắng, ông Stephen Miller cho biết, ông đã dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi đã tự cách ly tại nhà và đều có kết quả xét nghiệm âm tính trong suốt 5 ngày qua. Tại Lầu Năm Góc, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Mark Miller và một số thành viên Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân đang phải cách ly sau khi Phó Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ, Đô đốc Seth Blurray, dương tính với SARS-CoV-2 hôm 5 tháng 10. Trong khi đó, phát biểu trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Donald Trump tuyên bố, ông trông đợi cuộc tranh luận với ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, cựu Phó Tổng thống Joe Biden, dự kiến diễn ra vào ngày 15 tháng 10 tới. Chuyển sang những tin tức khác. Thưa quý vị, sau khi kết thúc hội nghị ngoại trưởng nhóm bộ tứ kim cương tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản đang tiếp tục thúc đẩy tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở với các đối tác quốc tế khác. Thủ tướng Nhật Bản vừa có cuộc điện đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC, trong đó hai bên nhất trí hợp tác để thực hiện sáng kiến do chính Tokyo khởi xướng. Trong cuộc điện đàm kéo dài 20 phút, Thủ tướng Nhật Bản ông Yoshihide Suga và Chủ tịch Ủy ban châu EC bà Ursula von der Leyen đều nhất trí sẽ hợp tác mật thiết để thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở vì sự phồn vinh và ổn định của toàn thế giới. Trước đó, Ngoại trưởng 4 nước thuộc nhóm Bộ Tứ Kim Cương gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia cũng đã nhất trí tăng cường phối hợp hành động vì mục tiêu này. Trong bối cảnh giao tranh giữa các lực lượng Armenia và Azerbaijan tại khu vực Nagorno-Karabakh đã bước sang ngày thứ 10 và có những dấu hiệu cho thấy có sự tham gia của cả các tay súng nước ngoài. Hôm qua, Nga đã hối thúc tất cả các bên lập tức ngừng bắn. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, đưa ra lời kêu gọi ngừng bắn ở Nagorno-Karabakh sau khi cơ quan tình báo đối ngoại Nga cảnh báo rằng xung đột tại đây đang thu hút hàng ngàn phần tử Quá Khích Hồi giáo, đặt ra mối đe dọa đối với Moscow. Ngoại trưởng Nga ông Sergei Lavrov và người đồng cấp Iran ông Mohammad Javad Zarif cũng bày tỏ quan ngại về khả năng các tay súng Syria và Libya tham gia cuộc xung đột này. Theo hãng thông tấn TASS của Nga, Quốc hội Kyrgyzstan vừa bầu chính trị gia đối lập Sadri Japarov làm thủ tướng sau khi người đứng đầu chính phủ tiền nhiệm ông Kubatbek Boronov từ chức trong bối cảnh bùng phát các cuộc biểu tình hậu bầu cử quốc hội tại quốc gia Trung Á này. Ngay sau khi được quốc hội bầu, tân thủ tướng Sadri Japarov và các chính trị gia khác đã phải chạy khỏi khách sạn nơi quốc hội nhóm họp khi một số người cầm theo gậy và gạch đá xông vào tòa nhà. Trước đó, Ủy ban bầu cử Trung ương Kyrgyzstan quyết định hủy bỏ kết quả bầu cử quốc hội hôm 4 tháng 10, trong bối cảnh bất đồng về kết quả đã làm bùng nổ biểu tình bạo lực tại quốc gia Trung Á này.